Kính thưa quý vị, rất nhiều người mơ hồ và dính bẫy khi mua phải đất dính dự án quy hoạch. Nhưng lỡ mua rồi thì biết phải làm sao? Và rất nhiều người thắc mắc là trong trường hợp đã lỡ mua phải đất dính quy hoạch thì có được mua bán và cấp sổ đỏ không? Trong video ngày hôm nay, Rich Nguyễn sẽ cung cấp cho bạn nghe một số thông tin về vấn đề này. Đất quy hoạch chính là vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương, phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Vấn đề cấp sổ đỏ cho đất nằm trong dự án quy hoạch được thể hiện ở nội dung dưới đây. Theo quy định tại khoản 6 điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 8 điều 49 Luật Đất đai thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn ra thông báo hoặc quyết định thu hồi đất là trong vòng 3 năm kể từ khi kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố. Như vậy, nhà đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được mua bán, nhưng sẽ xảy ra hai trường hợp sau. Mua bán trước khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận. Mua bán sau khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, theo khoản 8 điều 49 Luật Đất đai, nếu trong thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì phải có điều chỉnh, hủy bỏ và công bố hủy bỏ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất. Thêm vào đó, vấn đề sổ đỏ đối với đất quy hoạch treo theo khoản 6 điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trong trường hợp đã nhận được thông báo hoặc quyết định thu hồi đất, thì diện tích đất nằm trong quy hoạch đó không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vì vậy, đối với đất dính quy hoạch treo chỉ có thể làm sổ đỏ khi mà có công bố hủy bỏ thu hồi đất. Lúc đó, người sử dụng đất mới có thể làm thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất sổ đỏ. Nếu như dự án treo không được công bố hủy bỏ, thì người sử dụng đất có quyền sử dụng hạn chế theo quy định tại khoản 7, điều 49 Luật Đất đai năm 2013. Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc về đất dính quy hoạch. Follow kênh của Rich Nguyễn để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về luật đất đai cũng như kiến thức bất động sản nha các bạn.